bạn ấy không biết tại sao bạn ấy bị cả. Tao bảo là ông tao nói với ông chồng ấy, có hai bạn là không biết tiền sao đấy. Đấy thì có ông chồng bạn này cũng như thế, bạn ở với lại ở kiểu ở khách sạn này em. Ở đâu mà lại mặc thùng xỉu này? Trọ á? Sao ông đại gia bị trọ là sao? Thuê nhà. Thuê nhà đâu? Thuê dưới Hải Dương á? Sao ông ở kiểu quản lý quán bar đúng không? Quán bar đấy xung cả. Chồng bạn này là quản lý quán bar bạn. Qua vừa quay với anh được quen em Easy hay gì nổi tiếng lắm đúng không? Ở chung với mấy ông kia nói đấy, nói với mấy ông bảo anh vừa kể mà sống chung thì khác vậy, dù nó dễ lây lắm.